Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Nguyên Audio tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn một siêu đài đến từ đất nước Nhật Bản, đó là chiếc đài Nationa A5 quý vị nhé. Vì sao Nguyên Audio gọi là siêu đài cassette? Bởi vì chiếc đài này thì nó rất là to quý vị nhé. Nó có chiều ngang là 90 cm và chiều cao là 40 cm, sở hữu 10 chiếc loa rất là đẹp. Và chiếc đài này thì chiếc đài ba cục, chúng ta có thể gấp vào như chiếc vali đây để chúng ta xách đi đâu chơi rất là tiện quý vị nhé. Siêu cassette đấy ạ, vì là nó rất là đẹp và nó rất là hiếm. Gia đình nhà chúng ta có những chiếc đài này trưng bày trang trí thì rất là đẹp và cổ kính quý vị nhé. Với một chất âm rất là hay, bởi vì nó sử dụng 10 loa nên là chất âm rất là hay. Âm thanh thì nó lan tỏa bốn hướng cho chúng ta nghe. Và hình thức của chiếc đài Nationa A5 này thì nó quá đẹp. Nó là đời cao nhất của dòng Nationa. Bên trên của nó thì có bằng nhựa, quý vị nhé, bằng nhựa màu nâu đỏ cherry rất là đẹp và rất là chắc chắn. Và cái này thì rất là khỏe, không bao giờ vỡ được đâu quý vị nhé. Rất là chắc chắn và khỏe luôn ạ. Đầy đủ tay sách này, đây là tay sách của nó này, rất chắc chắn và anten. Chúng ta đi đâu chơi thì chúng ta lại phải gấp nó vào như một chiếc vali, rất là đẹp. Và chiếc đài này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm 2024, trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, mọi chức năng thì hoạt động hoàn hảo. Với tất cả đều zin nên tem zin này, tem cửa đều là tem zin, đây là tem cờ quý vị nhé. Tem loa thì đều zin nguyên bản. Nguyên Audio xin giới thiệu mọi chức năng của chiếc đài này: chạy hai cửa băng cassette, có radio AM FM tần sóng 108. Cái radio của nó thì có cái bóng báo vàng trên này rất là đẹp này, chúng ta có thể tắt mở được. Đấy, rất là đẹp, tối chúng ta bật lên đẹp lắm nhé. Đấy, và đây là cửa băng mở ra nó êm như cửa hơi cửa điện, bởi vì chiếc này chiếc đài này nó rất là mới, bên cơ bên trong nó còn sáng quắc đấy ạ. Tất cả những núm nút này đẹp xuất sắc, có equalizer cho chúng ta vi tinh chỉnh các giải bát trung tép, có lỗ để cho chúng ta cắm mic và chơi đàn đấy ạ. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái nút đôn mai để chúng ta ghi âm thì nó không lẫn cái tạp âm ở bên ngoài vào. Nói chung là đầy đủ các tính năng của chiếc siêu đài này quý vị nhé. Và Nguyên Audio cũng xin hân hạnh được báo giá luôn. Cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 35 triệu đồng. Mọi nhu cầu, quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358-237-899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc, địa chỉ tại cửa hàng là thị xã Phú Thọ. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ quý vị nhé. Và bây giờ sẽ test mọi chức năng. Đầu tiên sẽ là cái radio ạ. Nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp. Ông Bùi Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị. Thì cũng mong các sở ngành và nhà nước chính quyền ở địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp, đừng cản trở và đừng tước đi cái quyền của người ta được phát triển kinh tế, các thứ mà doanh nghiệp đang còn khó khăn. Tiếp theo sẽ là bằng cửa băng cassette số 1 ạ. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Rất là hay, chất âm rất là rõ. Giọt lệ sầu em đã giết chọn tìm anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, trên tình mình say bằng nước mắt. Có bao giờ tan vỡ đâu em, lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc nguyện cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc mình. Tiếp theo sẽ là cửa băng số 2. Và hai cửa băng này thì đều phát ra chất âm như nhau ạ. Lời nào buồn trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thứ quen muộn màng yêu trong vội vàng.
buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em buồn người anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Tan em lo, em suy tư, anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng ngồi ngoài lá